ở nhà cũng có thể thưởng thức món gà ác bào ngư còn nóng. Các món ăn nóng hổi luôn dễ dàng kích thích vị giác của chúng ta, và Lạc Bổ luôn có cách gửi đến anh chị những món ăn vừa ngon, vừa nóng hổi, có thể ăn tại nhà vào những lúc mệt mỏi, không có sức nấu ăn. Một trong những món ăn có thể bồi bổ sức khỏe sau những ngày dài làm việc căng thẳng, đó chính là món gà ác bào ngư tiền thuốc bắc. Gà ác được làm sạch kỹ lưỡng, được trụng sơ, nhổ lông tỉ mỉ, thịt gà còn thơm ngọt, đậm đà vị nước tiềm. Khi đặt món, anh chị vui lòng liên hệ ngay số hotline 0938 737074 hoặc truy cập website lạcbổ.com.